Đây là cũng là chủ nhân của chiếc lo này nha. Này tại vì hôm bữa em có quay cái đoạn video em gửi cho anh xem á, là em có đăng lên Facebook, mọi người có hỏi. Nên mọi người cứ nghĩ cái lo này nó nhỏ vậy, chắc có thể là nghĩ nó đơn giản thôi. Nhưng mà hôm nay video clip này sẽ được đăng ở trên YouTube luôn, để mọi người sẽ biết được cái lo này, khách hàng này đặt cái lo này để sử dụng cho mục đích gì nha. Hai lo bát GM8 côn 65 từ neo nha. Đó, trép 450 từ neo luôn. Một chiếc loa nhỏ như thế này thôi mà đầy đủ mạch phân tầng bình 20A. Rồi phía trên là mạch công suất. Đây chiếc loa của nó đây. Tại vì ráp vào bên trong thùng hết rồi, nên là để một cái ở ngoài này vậy nữa. Đó, GM8 nè, 65N. Có nghĩa là GM8, cái loa này là đường kính 8 inch, 8 inch sẽ là 2 tấc. Và 65 là cái côn nó sẽ là 65N, là nó đại diện cho cái chữ neo, từ neo đó. Ở bên trong sẽ sử dụng hai cái củ bát như thế này. Rồi micro nữa. Đây micro độ chế vậy luôn rồi nè. Một cặp micro để sử dụng hát hò là ngừa thôi, khi nào mà cần thiết hát hò thì mới sử dụng đến thôi. Và một cái micro là cái đầu có cái kẹp để ở ngoài này. Có thể là mọi người xem đến đây là mọi người sẽ biết là sẽ sử dụng cái gì rồi đó. Đó. Rồi, bây giờ để lắp ráp cái lo lại rồi mọi người sẽ biết cái lo này sử dụng với mục đích gì nha. Ráp lại coi. Đây cái micro được lấy cái củ mic ra ngoài là nó sẽ nằm ngay trên cái họng kèn của saxophone. Rồi cái tay mic nằm đây. Nói chung là không phải không có chế cái không có sử dụng cái mic mà mic điện micro điện zoom được, có micro điện zoom luôn. Nhưng mà vì là mục đích cần thiết là cái micro này nó sẽ nhanh hơn, để đi khi mà đi phục vụ á là chỉ việc bật micro, bỏ pin vào micro này là sử dụng liền, nhanh lẹ luôn. Chứ có vẫn sử dụng cái micro mà điện zoom để kẹp vào đây được. Nhưng mà khách hàng thì cần sự mau lẹ, cho nên là sử dụng bằng chính cái chiếc micro để hát lo kéo của mình mà độ chế nó thành như vậy luôn. Bỏ pin vô là sử dụng liền, không cần phải kết nối nhiều vì thời gian nó có giới hạn. Rồi mở bài luôn anh. Em chỉnh cái nhạc đó vừa rồi ha. Khách hàng sẽ sử dụng nhạc beat ở trên điện thoại. Rồi, để mở âm lượng nhạc.
Rồi cảm ơn anh Nghĩa, anh đã ủng hộ. Nhưng mà thời gian anh đặt cái chiếc loa này là anh gọi cho Tài là khi chưa bị sự cố cháy nhà, và anh đã chờ đợi cho đến hôm nay cũng hơn một năm rồi, Tài mới làm cho anh được cái chiếc loa theo cái ý của anh. Thật sự thì nó quá nhỏ, mà đóng thùng đóng tới lần thứ ba là mới được cái thùng rồi đó, bỏ hết hai cái. Thì anh cũng đã lên, anh cũng đã thấy là xác minh bỏ hai cái thùng rồi đó. Nói chung là cái yêu cầu của mình cũng khó khăn cho em quá, thử ra. Nhưng mà cuối cùng là cũng em cũng nhiệt tình giúp anh. Thật sự anh cũng rất cần cái kích thước nó nhỏ mà công suất nó tương đối tí đó. Yeah. Mà anh cũng lấy anh kiên trì chờ đợi. Anh biết em cũng gặp khó khăn trong cái chuyện nhà cửa vậy rồi. Thôi thì anh cũng cảm ơn em ha. Dạ rồi em cũng cảm ơn anh. Hôm nay lên clip vậy là nhiều khán giả ở trên kênh của em cũng biết tới anh nhiều lắm. Nói chung anh thử anh thấy gì là anh ưng bụng lắm á, rất là thích luôn. Dạ. Thì nói chung em cũng anh theo dõi anh biết mà em cũng trong cái vấn đề mà làm nó cũng trục trặc kỹ thuật rồi. Lo đổi hai mà anh cũng đuôi tới hai ba lần à, cũng khó khăn mà em cũng cố gắng anh giúp anh thì anh cũng rất cảm ơn em nha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Rồi đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng, và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video tiếp theo. Xin thân mến chào tạm biệt ạ.